Quang Huy xin kính chào các bác. Hôm nay Quang Huy xin tư vấn cho các bác chủ đề xây tường trước rồi mới đổ bê tông cột. Điều nên hay không nên? Trong việc xây dựng, quyết định xây tường trước rồi mới đổ bê tông cột thường được áp dụng để tiết kiệm thời gian và nhân công. Tuy nhiên, hậu quả sau khi dỡ ván khuôn là cột bị rỗ và phân lớp bê tông do chờ sắt dâu trong quá trình xây dựng gây khó khăn cho việc đập dùi. Việc xi măng cát chui vào lỗ gạch đá ở bên ngoài có thể khiến cột bị rỗ bên trong, mặc dù bề mặt bên ngoài có thể vẫn trơn láng mịn. Đôi khi tháo ra cột bê tông không thể tránh khỏi trường hợp bê tông không rơi hết, gây khó khăn trong việc thi công. Nếu thực hiện theo phương pháp này, cần chú ý đến 3 điều quan trọng sau. Thứ nhất, chỉ nên áp dụng cho công trình có tải trọng nhỏ, tránh xây giữa đồng có gió lớn để tránh tình trạng tường dễ bị đổ khi không có trụ. Thứ hai, cần vệ sinh sạch sẽ phần hồ xây rơi xuống chân cột hay bám trên thép cột. Thứ ba, trước khi đổ bê tông cột, cần tưới ẩm tường thật kỹ để đảm bảo tường không hút nước trong bê tông. Những quan điểm này đều đòi hỏi sự cẩn trọng và kỹ thuật để đảm bảo chất lượng và an toàn trong quá trình xây dựng. Giải pháp xây nhà theo công nghệ châu Âu U-Beam giúp thi công nhanh và chất lượng hơn nhiều nhờ hệ thống kết cấu hoàn hảo vững chắc, thép được gia công tại nhà máy và bê tông đổ tại chỗ.